Mặt tiền đường nhựa song song với quốc lộ 14. Thì ngày hôm nay Tôn sẽ giới thiệu cho quý anh chị đang quan tâm đất nền ở BKMX Trơn Thành một vị trí mặt tiền đường nhựa 16m nha, song song với quốc lộ 14. Tuyến đường này dài hơn 2km nha, nằm kế chợ Minh Thành, đã buôn bán nhộn nhịp hơn 1 năm. Vị trí đất của mình nằm đây, ngang 5, sâu 30, phun thổ cư nha. Lúc trước chủ mua gần 2 tỏi, bây giờ cần tiền bán gấp, chỉ có 10 triệu mét vuông thôi, diện tích 5x30 phun thổ cư nha. Đó, xung quanh đây này, quốc lộ 14. Đây, mặt tiền quốc lộ 14 là trước mặt mình, nhà đang xây đấy, là kinh doanh buôn bán nhộn nhịp. Và mặt tiền quốc lộ 14 hiện tại đang rao bán, mặt ngang là 900 triệu một mặt ngang nha, 900 triệu một ngang. Còn đất của mình á, là chỉ có hơn 200 triệu một mặt ngang thôi, là mình đã có một vị trí mặt tiền song song với quốc lộ 14. Đi ra chợ là 50m, kinh doanh khai thác dòng tiền được ngay. Đi ra ba trường học Minh Thành là chỉ có 400m, và qua khu công nghiệp BKMX đã có 40 nhà máy hoạt động là chỉ có 500m nha. Hiện tại chủ cần tiền bán gấp. Anh chị mà từng bỏ lỡ vị trí này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Tôn để đi xem thực tế vị trí này, sở hữu thời điểm này là cực kỳ tốt, giá rẻ. Chúc anh chị đầu tư thắng lợi.